Mày có thịt xương mấy? Đó. Con thịt bắt mấy chân. Dạ. Mà cứ tạm mấy ngang. Có miếng mình phải có miếng mấy ngang được. Thế? Để có miếng mấy ngang được. Dạ. Rồi. Tạm mấy ngang. Dạ. Dạ cái này là con. Dạ ta. Bỏ bị con. Không có sắc có sắc có sắc. Ăn nữa. Bỏ bị con. Đặt cái luôn. Không phải. Ô mình ngâm. Hello xin chào và chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của tôi nha. Hôm nay thì tới tuổi rồi anh em ơi. Thì tôi tranh thủ một thời gian thì làm một cái clip cho anh em xem. Đã lâu rồi thì tôi chưa ra clip rồi. Đây. Khi sự cố điện thoại được điện thoại xuống nước rồi kì. Đây là đây. Đây là nó nữa đây nè, nữa không? Và thịt này, à thịt và đây. Đây là ớt. Và ngũ vị hương. Đây. Đây em biết tôi làm món gì chưa? Đây. Đó là tôi sẽ làm món đây, tôi sẽ làm món nướng thịt. Nướng thịt siêu cay em ơi. Đây. Đây. Nướng thịt siêu cay luôn. Đó. Và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đây. Ok nè. Tôi đang tôi dẫn cho cái bếp á. Đây. Rồi, đây. Từ để cho bò đi làm. Tôi khôi nó xấu. Để trong cái máng con quạt ấy. Ừ, quạt. Ê, bò bây giờ như này, cho đúa. Gì cái? Bò xuống gì? Không, đục đúa xong đúa. Chạy chỗ đấy. Không quay nhá. Nó coi đó. Chờ. Mà ngồi đây dưỡng cũng khỏi bây giờ. Đây, thịt anh em. Thịt 10 ngàn đấy. Thực là thịt rất đắt anh em ơi. Thịt một con thịt 10 ngàn mà. Thì đúng rồi á, nhiều lắm. Ít. Dạ, mừng đô. Dạ, đây. Mà. Thịt anh em ơi, thịt ướt nữa. Nâng. Thịt xưa đây rồi, chắc tối. Đang lo. Mắc. Tôi sẽ làm siêu cay anh em, siêu cay. Cay luôn, đấy. Ok. Làm thịt lên em. Làm thịt lên. Đây. Đây. Được cái nè. Đây. Đang được này nè. Đây. Thôi đi. Chỗ trong nữa. Ô đi lên thì ốc chó rồi mà bị bỏ thịt ở bố chúng ơi, bố chúng không ăn coi cái phép khỏe. Lắm đi được thì cho xuống. Lắm để tôi kẹp chứ. Không được. Kẹp lại như này. Thơm. Thôi không có mình chạy mình kẹp lại bánh, không có mình chạy giúp tôi đánh kẹp lại. Bánh cho bỏ chờ bé. Không có chạy thì chạy đâu. Đi đi bánh. Đâu rồi. Để bánh cái gì đi. Bấm cái. Ok nè. Thì chưa bây giờ nó có thơm luôn. Này. Thơm.
cô sẽ dạy để bỏ đồ ăn của thầy. Đã rồi. Bỏ lên nhá. Đây. Cháu tìm mẹ. Bỏ lên. Bỏ lên. Chờ đi. Rớt. Khéo ông chạy đuôi thằng đồ. Ừ, thơm đi. Lúc ngủ rồi mà bò mình lợm một lợp dao ở bên như này. Đó. Rồi con chờ đi. Chờ con trở về cho. Ơi. Đây mình ăn thịt khỏe không? Mày nhỏ nhỏ nó tí. Ghi được. Cái này nhỏ nhỏ bất cả. Đi cả đúng mà ngón nè. Anh em đừng ăn. Thơm anh em ơi. Sao mà anh em giờ quá giờ về liên tịt đi. Giờ quá trở về thôi luôn chạy. Cái miệng ở trong chị thấy không? Rồi chưa để được đi. Chưa không? Không, chưa bỏ hờ lên chỗ thương trong đúa. Không. Rồi. Chẳng còn đường cái đi. Không, để nó khổ chứ. Thơm. Thôi không cũng bỏ. Thơm, cải thơm. Thơm, cải thơm. Đúng. À. Mẹ ông đi, cân cạch. Anh em ơi, thằng em quá đẹp. Thằng nào ân đập thương vinh được. Cái nè, bây giờ chúng ta gần chín rồi. Gì đó, em đứng quăng rồi, cũng là trẻ em. Rồi cái nè, thôi, chín rồi, nó bỏ mưa, bỏ đây đi. Bọc đá muốn mưa ngon xin chào. Dạ. Nó mưa thêm đi. Khéo nóng nha. Mưa chiều chắc đó. Cắn đi. Rồi chưa? Từ, qua đây, mà giọng như bạch tàng. Phương, cái mì chứ chỉnh mồm, mì nhỏ chứ chỉnh mồm, mì to mì chỉnh luôn. Bắt đài uống nữa đây. Phương, bỏ mì vô đường tiếp. Đây. Bỏ hết mì, bỏ xe thử nữa. Bỏ đường tiếp đi. Thôi cắt ra. Khoan đường chỉnh cho cắt đi. Ê, cái mì... Đặt quạt vừa là đặt nè. Ơi. Má quạt mạnh nữa. Kìa đó. Đâu, quạt chứ được. Khéo, bỏ lên. Ok. Đây. Ê, để ngon, cục thịt nhỏ nhỏ thôi. Chín đi, chín đi. Chín rồi. 10 ngàn thịt. Vô đây. Khoan nữa, bước nữa đi. Ăn nào. Để đây, quay đây. Ai, ăn thôi. Ăn đi. Ngon. Bè xì miếng. Ngon. Xè miếng. Sẽ bóng miếng, xong sẽ bóng miếng luôn. Bóng mà, thấy nhớ mới nè. Cái cái nào đang chỉ nhá, đang ăn cái là trứng người lục lai lắm, đang thấy không? Trứng người lục lai lắm, đang đỏ trứng đấy hả? Ngoài như lửa ở trong nữa, đang đỏ không? Chờ đi. Cái nè, đang chỉ nơi. Khéo thì mình xuống đất nhá, đất là anh cũng không. Này. Cục nhé các bác. Mà đây là đứa còn. Thử đây mày. Cho anh em xem từng cạnh cái miệng thịt như nào. Nên nóng lên mày, nóng. Nè rồi. Nóng quá. Ôi, xảy ra một đường biển đi. Xảy đi. Để cho nó biến đặc. Chỉnh nó rồi. Mình đi đôi, tái sắc đi. Ok, ăn được đồ nướng rồi. Đồ nướng chứ, bọn ra làm cùng nhau không? Chứ xấu hổ chứ không? Ăn tợm đi nữa. Nóng quá, Chơi kể ra thịt để bày ngay nè. Ừ. Ăn đi, ăn đi ạ.
nhỏ này bán vô lên này. Nói đi, ăn đi, ăn đi. Nắng. Đấy, chạy đi, chạy đi. Ăn con vậy tôm đi, ăn mà miệng một miệng mình xì xì với. Chạy ra, chạy ra. Cái đó. Anh em, sẽ ăn một miếng. Còn bên bát. Ngon. Ăn. Một cây đấy, một cây. Từng giờ nữa. Bán lại miếng lạc, có gì nữa. Lạc một cây. Ba bữa làm thế mà 50 ngàn. Đừng mà nói cái nó cứ gặp 5 ngàn con bánh tiêu đi. Ba bữa làm tầm ngày mai luôn, ngày mai luôn. Ngày mai á. Mai làm ơi, mai làm mà không quay với đi. Quay ra. Con vô đi thẳng. Ôi đu mãi nghe nó quay cái gì nữa. Được thôi làm đi được thôi. Ngại à mà. Nha lực. Nhanh quá. Nói quay được. Chết. Cái này, mẹ thứ hai này. Chứ là ngon lắm em ạ, ngon lắm, ngon lắm. Thịt này là nhượng lâu luôn. Mẹ bảo, thèm quá. Cái này ok, thì đây. Thì anh em thấy em video hay thì nhớ like nó ủng hộ nha. Thì không ngon thì đi chia sẻ rồi, quay lần. Ok, bye bye anh em nha, bye.